Xin chào các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình iGroup nhận tóc cần ken từ sàn Kaken Swap nha bạn. Kaken Swap iGroup. Khi tham gia chương trình iGroup này các bạn sẽ nhận được 1.000 tóc cần có kỳ là KCN khoảng trị giá khoảng 100 đô la. Chương trình iGroup này dành cho 10.000 member các bạn. Dành cho 10.000 người tham gia. Đầu tiên đây là cuốn sách của nó nè. Để tham gia hôm nay các bạn vào list phần link mô tả dưới video của mình nhé. Các bạn mở cái link form ra thì nhiệm vụ đầu tiên bạn join kênh Telegram group nè. Sau khi bạn join vào kênh group thì nó có hai cái số cộng trên đầu của các bạn nha các bạn. Rồi các bạn nhấp lưới cấp tra nha các bạn. Thì mình đã cấp tra của mình. Sau khi thì nó ấy mã cấp tra của mình là 13. Các bạn ghi số cấp tra của tất cả các bạn vào nha bạn. Các bạn mới join vào kênh group được. Rồi các bạn mới đáp lên nữa. Tiếp tục các bạn follow kênh channel nữa các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow tổ Twitter và tag 3 người bạn. Like và review cho Pinbot tag 3 người bạn vào nha các bạn. Rồi bạn nào chưa theo dõi thì bấm vào theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nữa các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn giúp dẫn như Twitter nè. Để đủ được các bạn làm nha. Từ từ đến mới đủ điều kiện nữa các bạn. Nó không mình nó không của khu không lấy du. Rồi các bạn test lại 3 người bạn nha các bạn. Các bạn xong thì các bạn mở cái link form ra đây nè. Minimum thì các bạn like nè, comment, follow minimum like, comment và clap nó luôn bạn. Rồi minimum thì các bạn follow mà ngồi xuống đây các bạn vô tay cho nó vài cái nha bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi các bạn vô đây nhấp vào đây bình luận một câu bất kỳ các bạn. Rồi dòng đầu bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha bạn. Dòng thứ hai các bạn điền username Twitter của tất cả các bạn nha bạn. Nha cộng memo của bạn. Nhưng mà nào lấy username lấy đường link của Twitter mà nó bị đứng máy này bọn bạn nhấp IP qua kỳ nha các bạn. Tiếp tục thì lưng biết mình có cái video hướng dẫn tất cả các bạn IP đường link blog file dưới video các bạn. Bạn nào không biết thì xem lại cái video đó nha các bạn. Mình vừa vào anh cùng nhấp vào hồ sơ. Mình sẽ vào gạch. Rồi bạn sẽ chép lên Twitter nha các bạn. Rồi bạn đáp lại. Rồi bạn dán vào đây. Tiếp tục username Telegram của tất cả các bạn. Cộng anh. Tiếp tục thì username minimum mình thì username minimum thì các bạn nhấp vào cảnh avatar của mình thì sẽ thấy được username mình nha các bạn. Rồi bạn dán vào đây nè. Khoan các bạn chờ chút xíu thôi. Phan để mình xóa bỏ nó. Username nhớ có cộng đầu tiên các bạn gọi bằng bằng Z nè. Tiếp tục thì phan để mình dịch câu hỏi này các bạn. Cái câu này các bạn bỏ qua nha bạn. Tiếp tục thì các bạn gọi địa chỉ pin đi sờ máy trên chiếc chocolate nha các bạn. Mình thì không có làm kèo tiếng ghép các bạn. Mình tìm những mà không hề tiếng ghép cho các bạn. Mình thì cũng định làm anh lắm. Thật ra thì mình không làm anh các bạn được. Chỉ cần ủng hộ mình không thể nào mà làm anh. Rồi bấm gạo là xong các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn nhận 1.000 tờ bằng Kaizen từ sàn Kaizen Swap. Đến đây cũng kết thúc. Người bạn mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.